Chào mừng anh chị đã đến với kênh Chứng khoán Năng Viễn. Tiếp tục video về những video trước là mình đã làm là về chuyên về các chuyên ngành trong chứng khoán, thì mình đã làm video về ngành hàng tiêu dùng và ngành vật liệu cơ bản. Thì hôm nay thì mình tiếp tục là sẽ làm video về ngành tài chính. Trước khi đi đi nói về ngành tài chính thì anh chị nào mà có yêu cầu mở tài khoản bên VPS ấy thì sẽ đăng ký trên màn hình giúp em quét mã QR, và nếu anh chị nào về đăng ký xong thì anh chị sẽ được vào nhóm cộng room cộng đồng bên em. Và hiện tại bên VPS thì sẽ có các chương trình miễn phí 6 tháng giao dịch cho anh chị nào mở tài khoản lần đầu, và có số đẹp nộp phát cho anh chị khi đăng ký vào bên trên màn hình, bên là QR và nhập ID của em vào thì sẽ được được đăng ký số nộp phát cho anh chị. Và tiếp tục quay lại về chủ đề là các ngành nghề trong nhóm ngành tài chính, thì trong ngành chứng khoán thì sẽ là hôm nay sẽ là ngành tài chính. Đầu tiên là em sẽ đi qua về ngành tài chính và có những khuyến nghị những con mã tốt đầu trong ngành tài chính và các điểm mua điểm bán, khuyến nghị cho anh chị để trong quá trình đầu tư hiệu quả. Tiếp tục là ngành tài chính, thì hiện tại ngành tài chính thì sẽ có các ngành ngành con của nó gồm có công ty chứng khoán này, đầu tư bất động sản và dịch vụ này, ngân hàng này, bảo hiểm nhân thọ này, tài chính tổng hợp này, bảo hiểm nhân thọ này, bảo hiểm phi nhân thọ này, quỹ mở này, quỹ đóng này. Về ngành về công ty chứng khoán thì có những top cổ phiếu là VND, công ty chứng khoán VNDAX, SSI, SHS, HCM, VCI, MBS, SBF, ORF, Agribank, chứng khoán Agribank, tức là ARR, CTS, VFF và TCI, VDF, AAF. Và còn cái dưới nữa là những có những công ty ít hạn chế giao dịch thì không có thanh khoản mấy thì em cũng không không nói, không trọng tâm mấy làm gì. Nhưng những công ty mà có thanh khoản lớn như VND và VIX, SSI, SHS này là HCM là những cổ phiếu hiện tại đang đang có thanh khoản lớn, hiện tại đang là thanh khoản nó đang là trên riêng VNDAX, VN Direct thì thanh khoản hôm nay là 16 tháng 12, thì thanh khoản hiện tại đang ở trên 8 triệu. Đây là hôm nay là 10 giờ, hơn 10 giờ. Thanh khoản đang là trên 8 triệu. Tiếp theo nữa là ngành đầu tư bất động sản và dịch vụ. Ngành đầu tư bất động sản và dịch vụ sẽ cũng có các top cổ phiếu như DXG, Novamen, ASM, DXS, DIG, Vinhome, viết tắt là VHM, BDR, NDG, ITA, Shell này, Khang Long này, KHG này, TIG này, TCH này, Tập đoàn Tài chính Hạ Huy này, HQC này, SCR này, IDC này, HDC này, FIT này, CRE này, EZC này, KDH này, VIC này, tập đoàn Vingroup này,
phi phi r này, FIR này, HDG này, VPI này, OGC này, tập đoàn đại dương này, DRH này, và còn phía dưới còn nhiều nữa, như hiện tại thì cái dưới dưới thì nó cũng không có thanh khoản nên là không không nó cũng không không chú trọng trong mấy con phía dưới nữa. Hiện tại đang là cổ phiếu đang khối lượng giao dịch lớn là đất đất xanh DXG, hiện tại đang là trên 8 triệu. Tiếp theo nữa là ngành con, là ngành ngân hàng. Ngành ngân hàng thì tốt đầu là những con có khối lượng hiện tại đang có khối lượng lớn là PB, HDB, STB, EIB, SHB, TB Bank này, VP Bank này, MBB này, ACB này, VIB này, CTG này, MSB này, TCB này, OCB này, SSB này, ABB này, BID này, Vietcombank này, NAD này, VAB này. Hiện tại là những con có khối lượng thanh khoản là trên 2.000 thì em 200.000 thì em mới chú trọng, còn những con mà dưới tầm khối lượng thanh khoản không có thì em không không để ý lắm. Và còn nhiều con phía dưới nữa. Tiếp theo nữa là ngành bảo hiểm phi nhân thọ. Để bảo hiểm phi nhân thọ thì nó cũng có những mã tốt tốt cổ phiếu là BID, BCD, BMI. Còn BMI này thì trước em cũng cũng có giao dịch này. Hiện tại giá là 21.4 này. MIG này. Còn những con phía dưới này thì cũng cũng ít ít khối lượng thanh khoản cũng ít nên là em cũng không không chú ý còn và nó nữa. Tiếp theo là bảo tài chính tổng hợp. Về tài chính tổng hợp thì cũng có những con như BCG, IPA, về PBI, còn con IBC với cả TTG này, TCVC này thì không 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 nhắc đến làm gì vì con này không thanh khoản, hiện tại không hạn không có giao dịch. Riêng con TGG này trước có thời điểm nó lên khoảng 60, từ giá 2 điểm đến giá 60 điểm, tăng gấp mấy chục lần. Con này bây giờ hiện tại thì đã không có thanh khoản, mất thanh khoản rồi. Thế thời điểm đấy em nhớ là mua con này giá hình như là mười mấy, 10 năm, lãi cũng được mười mấy mấy lần. Cái thời điểm là năm 2021, 2021. Ok, tiếp tục là con bảo hiểm nhân thọ. Bảo hiểm nhân thọ thì có BVB, bảo hiểm Bảo Việt. Thì lại hôm nay con này đang giá là 40.2. Tổng khối lượng giao dịch là đang là trên 96.000. Tiếp theo nữa là quỹ mở. Quỹ mở thì cũng có những quỹ mở đây. Quỹ mở thì quỹ đây mình nói chung là cái quỹ mở này thì cũng em cũng không không lại không giao dịch mấy, không không chủ yếu lắm. Quỹ mở là FUV, FVND, E1PFND 30 và PUEVN 100 này, PUEVN 30 này. Ở phía dưới nhá. Và quỹ đóng thì cũng hôm nay khối lượng giao dịch cũng không không có mấy.
Rồi. Và tiếp theo nữa là ngành tài chính thì có những con top đầu ấy thì vẫn là con VND, hôm nay khối lượng giao dịch khá là nhiều. VEC cũng thế này, DXG này, Novaland này, SHS này. Và em sẽ tập trung vào những con như thế nhá, VND này. VND này và đầu tiên là VND. Đây là nhóm Zoom cộng đồng của bên em, nếu anh chị nào muốn vào nhóm Zoom thì đăng ký vào nhóm Zoom sẽ được tư vấn hàng ngày và những khuyến nghị, những mã ở đây cho anh chị. Đây sẽ bây giờ em sẽ đi phân tích một số mã, hiện tại là VND nhá, Novaland này. Novaland thì VND VND thì hiện tại đang giá đang là đang chạy đang giá 22.8, khối lượng giao dịch đang là trên 10 triệu khối lượng khớp lệnh rồi. Và cái mốc kháng cự cũ của nó đang là cái mốc 22.5 mà đang là 2.8 thì đang khả năng đang vượt mốc lại kháng cự là 22.5 rồi. Tại nó có giữ được không thì em cũng chưa biết được, còn chưa đủ tài liệu để phân tích, chưa đủ dữ liệu nên là em khuyến nghị là khả năng là có thể chốt lời rồi, chốt lời con này rồi, vì con này đã kỳ vọng là từ kỳ vọng ngắn hạn là từ từ giá 19, giá 19 20 đã giá là 2.8 thì cũng kỳ vọng mừng lãi khoảng 15 14 15% rồi. Nên anh chị nếu có hàng thì chốt lời dần. Còn nếu mà anh chị chưa có hàng thì nên xem xét là tạo khi nào nó điều chỉnh một phát nữa thì nên thì mới vào. Tiếp theo nữa là con VC đây, về VX này vừa cũng nói rồi. VX thì cũng những cái trước thì em cũng nói con này rồi. Nay hiện tại con này đang giá là 17.9. 17.9 thì con này cũng cũng đạt kỳ vọng của nó là 17.8 rồi. Đang điều chỉnh cho vùng giá đấy. Và con này mốc phá cự cũ. Cái này mốc kháng cự cũ của nó là cũng cũng đang đang ở vào cái chạm ngưỡng mức mức kháng cự cũ là 12 17.4 17.5. Đang nếu mà đang vượt kháng cự này thì khả năng là sẽ điều chỉnh một đoạn nữa, thì khi điều chỉnh thì mới anh chị nếu vượt giữ được thì nó sẽ lên, kỳ vọng nó sẽ lên là 10 20. Vùng giá 20 nào ngoài 20.7 thì vùng giá cũng là vùng giá một vùng giá kháng cự, một vùng kháng cự trước thì nếu mà vượt được thì sẽ tiếp tục mà kháng cự là 20, kỳ vọng nó sẽ như thế. Còn hiện tại đang là giá là 10.9 sẽ nghĩ là sẽ điều chỉnh một đoạn nữa, điều chỉnh một đoạn nữa thì mới tiếp tục lên được. Và con DDB ngành công nghiệp thì cái này thì ngành công nghiệp thì sẽ nằm ở những video tiếp theo về nhóm ngành, thì con này sẽ chưa chưa chưa, chưa trong trong nhóm ngành tài chính, và con này không nằm trong nhóm ngành tài chính nha. Con này DDD là nằm trong nhóm ngành công nghiệp. Và con tiếp theo là con này SHS, đi SHS là SHS đang tiếp
cái vùng kháng cự của nó là kháng cự cũ của nó là vùng giá 20.1 đang đang lên ở cái vùng tiếp cận cái vùng giá kháng cự, và kỳ vọng nó nếu mà sẽ là vượt, nếu mà vượt được sẽ là tăng đến một một đoạn, nếu vượt được sẽ tăng đến một, kỳ vọng nó sẽ là giá vùng giá 23 24. Hiện tại đang đang tiếp cận vùng giá 20.4 20.5. Nếu mà vượt được thì kỳ vọng nó sẽ lên 20.5. 20 à không, xin lỗi, 20.4 20.3. Cũng hiện tại con này nếu mà vào được cái vùng giá mà vào cái từ điểm 16.5 đến bây giờ thì cũng lãi được khoảng 20% rồi. Nếu mà anh chị có hàng thì chốt ngắn hạn một lượng ngắn hạn dần này được. Đang 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 tiếp tục cái vùng giá kháng cự của nó là 20.4, nên là khi mà nó đạt một đỉnh thì nó phải tất nhiên nó phải điều chỉnh một một khoảng. Thì nếu anh chị có hàng thì nên chốt một lượng gần như là vừa. Và con nữa là con gì nhỉ, con DXG đi, bất động sản đi. Hiện tại con DXG đang là giá vùng giá 20 21.5 21.115. Con này thì đang tiếp cận cái vùng giá kháng cự cũ là 21 21.2 21.2. Đang đang kỳ vọng nếu mà vượt được qua vùng giá 21.2 thì sẽ lên một đoạn sẽ lên một đoạn, nếu mà giữ được sẽ lên một đoạn là vùng giá kỳ vọng nó sẽ lên là vùng giá là 23 23 và 24 23 23 24 23.5 trong khoảng đấy. Thì nếu vượt được qua thì nó em kỳ vọng nó sẽ lên được tầm giá tầm đó này là 23 24. Còn nếu không vượt được nó chỉ đến đoạn là 23.21.3 này thì khả năng nó sẽ điều chỉnh một đoạn. Con này trong tương lai thì vẫn vẫn vào được nhá. Nhưng hiện tại thì đang đang khi mà nó đạt cái vững đỉnh cũ thì nó sẽ phải điều chỉnh một đoạn một thời gian. Ok, cảm ơn anh chị đã theo dõi kênh nhá. Nếu mà anh chị mà đang mới là xem video em lần đầu thì nhớ cho em nút nút đăng ký kênh và nút subscribe để nếu mà em ra video sớm thì anh chị sẽ nhận được những ngày sớm nhất. Ok, cảm ơn chị, em xin kết thúc video ở đây nhé.